Xin chào các bạn, mình là Hồng Biên. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề độ tin cậy của xét nghiệm ADH trong đánh giá nam giới trên 60 tuổi bị lút do tuyến tiền liệt. ADH là gì? ADH là một loại hormone chống bài niệu, đóng vai trò quan trọng trong điều hòa lượng nước hấp thu và thải ra trong cơ thể. Sự dư thừa hoặc thiếu hụt ADH đều gây ra những biến đổi sinh lý nhất định và gây ra một số bệnh lý. Vậy xét nghiệm ADH là gì? Xét nghiệm ADH là xét nghiệm định lượng nồng độ ADH trong máu. Xét nghiệm dùng để xác định, theo dõi, chẩn đoán nguyên nhân của tình trạng thiếu hoặc thừa ADH. Chẩn đoán bệnh đái tháo nhiệt với hai loại: đái tháo nhiệt trung ương và đái tháo nhiệt do thận. Chẩn đoán phân biệt các bệnh giảm natri máu. Lút là gì? Lút là triệu chứng đường tiểu dưới, là một nhóm các triệu chứng lâm sàng có thể xuất hiện ở cả nam và nữ, ảnh hưởng đến bàng quang, cơ thắt niệu đạo và cả tuyến tiền liệt. Ba nhóm triệu chứng chính của lút: triệu chứng tống xuất, triệu chứng chứa đựng, triệu chứng sau khi đi tiểu. Vậy, độ tin cậy của xét nghiệm ADH trong việc đánh giá nam giới lớn hơn 60 tuổi bị lút do tuyến tiền liệt có đáng tin hay không? Độ tin cậy của xét nghiệm ADH đánh giá nam giới trên 60 tuổi bị lút do tuyến tiền liệt có một số hạn chế như sau. Độ nhạy thấp. Xét nghiệm ADH có thể không phát hiện ra tất cả các lút do tuyến tiền liệt. Một số nghiên cứu cho thấy độ nhạy chỉ từ 50-70%. 2. Độ đặc hiệu cao. Xét nghiệm ADH giúp chẩn đoán phân biệt lút do tuyến tiền liệt với các nguyên nhân khác như rối loạn chức năng bàng quang. Tuy nhiên, độ đặc hiệu cao không đồng nghĩa với việc xét nghiệm hoàn toàn chính xác. 3. Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Kết quả xét nghiệm ADH có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thuốc, mức độ hydrat hóa, chức năng thận và các bệnh lý khác. 4. Khó xác định ngưỡng chẩn đoán. Không có ngưỡng chẩn đoán chung cho xét nghiệm ADH. Mức ADH bình thường có thể thay đổi tùy theo độ tuổi, giới và các yếu tố khác. Vì những hạn chế trên, xét nghiệm ADH không nên được sử dụng như một xét nghiệm duy nhất để chẩn đoán lút do tuyến tiền liệt. Thay vào đó, các bác sĩ nên kết hợp xét nghiệm ADH với phương pháp chẩn đoán khác như khám lâm sàng, xét nghiệm PSA, siêu âm tuyến tiền liệt, soi bàng quang, xét nghiệm Urodynamic. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.